Ủa sao đi với bạn gái rồi mà còn xin số điện thoại của gái khác nữa là sao? Sau đó là tôi lớn lên thì mình thích quen này cũng nợ cho vui. Tôi cầm đỡ điện thoại có gì giờ hung lên lụm. Vì nó gọi sao thơ bao là tự hiếu. Có người nào cầm luôn điện thoại của vợ không? Học trước cũng có, cũng trời có luôn hả? Xem phim thấy buồn cũng khóc ấy. Thật là nghĩ về cái chuyện buồn nào đó con khóc á. Ổng nằm sát bên, ổng đánh game, ổng không biết luôn. Đúng không? Khóc xong rồi quay ra thay ngủ quá rồi. Nó cũng vô tư quá ha. Xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để chào đón cặp đôi vợ chồng đầu tiên. Rồi mời hai bạn giới thiệu về mình. Con chào chú Thuận với cô Hồng Vân. Yeah. Con tên Nguyễn Minh Lên. Năm nay 27 tuổi. Công việc của con là làm YouTube. Hiện tại con đang ở Bình Định luôn. Kênh của Lên là như thế nào? Chia sẻ đi. Dạ, thì kênh của con là chủ yếu là làm về đề tài ẩm thực và hài hước, vui nhộn. Tên Nguyễn Văn Lên luôn. Hiện tại là kênh của con là được 944.000 người đăng ký. Wow, sắp được nút vàng rồi chị Một. Trời ơi, chúc mừng con nghe. Kênh của con bao lâu rồi? Thì kênh con làm chắc được 3 năm rồi. Thôi chào tới con. Dạ, con chào cô Văn, con chào chú Thuận. Con xin tự giới thiệu, con là Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Năm nay thì con 24 tuổi. Công việc hiện tại của con là bán hàng online. Bây giờ kể đi, kể cho chú nghe đi. Cái lần đầu tiên mà các con gặp nhau như thế nào? Và có ấn tượng gì về nhau không? Lần đầu tiên thì con gặp ổng là đi chơi chung với bạn ở trong quán karaoke á. Thì hồi đó là ổng có chở theo một bạn gái nữa. Sau rồi là xin số điện thoại nhưng mà con không có cho. Kiểu như là mình làm vé. Ủa sao đi với bạn gái rồi mà còn xin số điện thoại của gái khác nữa là sao? Hồi đó là tôi lớn lên thì mình thích quen này cũng nợ cho vui. Nói chung hồi đó chỉ là bạn thôi. Bạn đi theo là bạn thôi, chở đi theo thôi. Lúc đó con nhiêu tuổi? Lúc đó tầm con 20, 21. Chở bạn gái theo mà xin số điện thoại của bé này, vậy thì chắc chắn là không thể nào mà xin trước mặt bạn gái được, đúng không? Kiểu như là lúc đó là con đi vệ sinh ở chốt, cái ổng đi theo, ổng theo ổng chặn được nhà vệ sinh, con không cho, cái ổng không cho đi vệ sinh luôn. Bác đứng cho số điện thoại rồi mới được đi vệ sinh. Trời, cái con trai đại á. Như vậy là bữa đó con cho là gì, con quá mắc cho con phải cho. Dạ, đúng không? Không phải là gì con cảm mến gì hết. Đúng rồi. Xấu lắm mà đi. Là con lấy được số điện thoại rồi á. Là lúc ấy con còn ân cần với cái người bạn mà con đi chung không? Hay là tâm hồn con lúc đó chỉ có hướng về con bé này? Tại vì hồi đó cũng thấy mến vợ này, do lần đầu tiên gặp kiểu như tiếng sét ái tình á, mình muốn xin số cho được. Điểm đó là chắc là phải gọi điện rồi. Những tin chụp con, những tin liên tục mà hồi đó cũng nhưng làm ghé lắm đâu có trả lời đâu. Còn khi nào thì cô ấy mới trả lời? Tầm 2-3 hôm vậy đó. Lúc đó con nhiêu tuổi? Lúc đó con 18 tuổi. Lần đầu tiên mà con gặp Lên á, con có ấn tượng gì về ổng không? Lúc đầu là không có ấn tượng gì hết. Tại vì thấy đen như thấy xấu quá. Nhưng mà được cái là hát hay. Thêm một cách giọng hát đó là con quay ra con tìm thử ai hát mà hay vậy. Thì không. Dạ. Đó lên con hát bài gì mà khiến cho lòng em sao xuyến hả con? Hát lại đi. Vừa tuyệt vời nhất. Tới giờ con hát một bài. Thứ giờ con đã nói sao mà đâu giọng con hay dữ vậy. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Rồi lúc mà con bắt đầu trả lời tin nhắn cho ổng rồi đó, thì bao lâu hai đứa mới chính thức hẹn hò với nhau? Dạ lúc đó thì tầm hơn một tháng, bắt đầu đi chơi riêng. Nhưng mà lúc đó là Lên làm công việc gì? Hồi đó là con làm thợ động, đồng đâu làm đó. Thì mình làm đồng nào thì mình tiêu đồng đấy. Cắm điện thoại. Hả? Cắm điện thoại. Cắm điện thoại mà... dẫn đi chơi. Dẫn đi chơi em với chơi bạn đó. Thì dẫn bạn gái theo. Ví dụ như mình thiếu thì mình đỡ điện thoại mình gỡ. Nào mấy bữa mình lên mình lụm. Lại cầm điện thoại của con hay là... Dạ, lấy điện thoại dùng trong nhậu. Ví dụ tính tiền á. Ví dụ thiếu chém hai chém mình đấy. Mình đưa vô trong quán bỏ lại kêu... Tôi cầm đỡ điện thoại có gì già hung lên lụm. Vì nó gọi sao thơ bao là tự hiếu. Có người nào cầm luôn điện thoại của vợ không? Học trước cũng có, cũng trời có luôn hả? Điện thoại con cầm bắt đầu con mượn điện thoại nó. Con mượn, con nói con đi cầm hay là con làm bộ mượn. Con mượn kêu cũng có mấy liên lạc rồi mượn mấy xài mấy hùng. Cưới xong mới có cô chú, cho lúc đầu là kêu mất. Thì sau cái cưới về kêu là có hầu lâu anh cắm á. Hồi đó điện thoại con gạch mà, chứ cắm được 100 200. Rồi có chuột lại cho nó chưa hay là cắm luôn rồi? Mất xác luôn. Trời, mất xác luôn. Khổ dữ vậy hả? Thì hồi đó không có tiền à. Cái lúc mà tỏ tình với cô gái này để mà muốn cô ấy làm bạn gái của mình á, có lãng mạn không? Có mua hoa không? Hay là đó. Trời, cơ đó chuyện hoa nghĩ tới buồn á. Tám tháng ba với anh thay vậy cũng nhớ đúng ngày nữa.
là con mua bó bông vô là bó bông đó 20 hay 30 gì á, mẹ con mua vô là nó nhanh, nó kêu trào hết chuyện ông lãnh ông mua bông làm như vậy, sao ông chở tôi đi ăn giống xuống nè, mà ông tự mua bông mà nó nhanh miếng ướt khắp lên khắp xuống, từ lúc đó là con hết mua luôn một lần đó là tới giờ luôn á. Sao con gái mà lại không thích hoa? Tại vì con cảm thấy một cành thì được chứ một bó thì hơi đắt. Rồi bây giờ những cái ngày lễ đó con tặng cái gì? Thì ngày lễ thì có tiền thì mình chiên khoán cho vợ rồi. Con thấy nó thiết thực nhất luôn á. Nhưng nếu như đã có điều kiện rồi, bây giờ nếu như anh tặng cho con hoa một cành thôi. Giờ con là nó thích một bông hoa với một lời chúc là nó vui rồi. Lúc đó khó khăn quá rồi, gia đình hai bên đó có đồng ý. Mới đầu con Nguyên là con chưa có dám nhận về, tại vì là con còn đi học á. Xong cái con nghỉ học là con có dẫn anh về. Mẹ hồi đó ổng điên với lại nhỏ con quá, nhà không ai chịu hết á. Kiểu như nó là ăn chơi. Nhưng mà sau một thời gian tiếp xúc thì thấy tính được, nên là mến, cực kỳ mến luôn. Cô Nam với bà nậu là ăn cái gì là cũng kêu gọi lên lên ăn hết. Đâu lúc đó lên làm sao mà để cho bà mến con dữ vậy? Dạ, thì bà đeo gì là con lên luôn chớ. Đi khám rồi vậy, lâu lâu rồi con cũng ghé lên ngồi nói chuyện trao rồi. Bên gia đình lên thì sao? Khi mà dẫn bạn gái về nhà ra mắt thì gia đình có thích cổ không? Lúc đầu dẫn về thì ba mẹ của con thì cũng không có chịu. Có dễ thương gì mà sao không chịu? Thì còn đi học. Cái thứ nhất là còn đi học, thứ hai là nhìn nhỏ con rồi vậy. Ba con đó là hồi đó chút ít à. Trời ơi, quen rồi, đi đến hôn nhân là hai đứa không biết làm gì ăn. Anh lên dẫn con xuống á là mẹ kêu là chuột quen gì, không biết làm gì hết, chồng cái nào cháu heo cũng lại liêm lệnh luôn. Chồng là cháu heo và tập ba giờ mà ba em còn cớ mà thấu mà mặt mày liêm lút mà không cháy đốt bếp lửa nhiên lửa à. À có nghĩa là lúc ấy con dạ, con nhúm lửa mà con nhúm không được luôn. Dạ, đúng rồi. Tại vì ở nhà nội là nội làm hết luôn, nội không có đỡ cô làm gì hết. Nãy giờ con không nhắc tới mẹ. Con ở với nội, hồi trước thì cũng có ở với ba mẹ, xong rồi sau này thì ba mẹ kiểu như ly hôn á. Dạ, con ở với ba, dưới nội, rồi là cô, xong rồi là ba bây giờ cũng có gia đình riêng á. Rồi hai đứa lấy nhau lâu chưa? Dạ cũng được gần 4 năm nay. Mấy đứa rồi? Dạ một bé. Dạ như vậy là 4 năm ở với nhau. Chắc chắn là sẽ có rất nhiều những cái tật xấu lòi ra. Nó có ăn hiếp con không? Nói chung là vợ con thì nó cũng hơi nóng tính. Thí dụ buồn tức cái gì tự nhiên nhanh con kiếm chuyện nhỉ? Cái miệng cứ lâm bấm luôn á. Có bươi móc chuyện cũ đó không? Đó, có chuyện cớ lại mấy chuyện hồi xưa nữa chứ. Đồ. Lâu lét rồi cũng nhắc lại. Chị, ảnh là YouTuber thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều những comment ở dưới. Cổ có ghen trên những cái comment của khán giả gửi cho con hay không? Hoặc là coi điện thoại kiểm soát con. Điện thoại kiểm soát con. Điện thoại con. Hồi trước thì cũng có kiểm soát điện thoại cũng thường xuyên, nhưng mấy nay thì cũng công việc nhiều, với lại thì con cũng hứa với vợ là sẽ không có điều đó xảy ra. Như vậy có nghĩa là con đã rồi, xong con mới hứa là sẽ không còn nữa đúng không? Có không? Thôi để chút hỏi vợ. Đó, chắc luôn. Chắc chắn. Lửa sao có khói đúng không? Bây giờ sao, bây giờ con khui hay là để vợ con nói? Thôi để vợ con nói. Con có mong ước vợ con thay đổi điều gì không? Chị mong vợ thay đổi về tính cách, bớt nóng nảy lại, đừng có giận cá chiếm thớt rồi được. Giận cá thì chiếm cá thôi. Rồi. Rồi bây giờ mời con, anh ấy có tật xấu gì nè? Tật xấu thì nhiều lắm. Con cỡ những cái tiêu biểu, ví dụ như là hay quên. Mỗi lần mà anh đi xe gì ấy là cái chìa khóa đỡ ở đâu là hai vợ chồng tìm xù đầu tìm không ra luôn á. Đang chơi game, tập trung chơi game mà con nói cái gì là lỗ tai bên đây qua lỗ tai là mê game. Mức độ mê game là như thế nào? Con ví dụ như con nói con đi chợ thì con nói là anh ơi em đi chợ nha. Sau cái ông cái giờ má hỏi vợ mày đâu, con đâu biết đâu, đi đâu đâu biết đâu, không quan tâm, không biết là vợ đi đâu luôn ấy. Tại vì mê game không quan tâm vợ. Nhiều đêm nha chú, ví dụ như tại vì tính con cũng hay tủi thân á, kiểu cũng hay suy nghĩ cái xem phim thấy buồn cũng khóc ấy. Hoặc là nghĩ về cái chuyện buồn nào đó con khóc á, ổng nằm sát bên ổng đánh game ổng không biết luôn. Đúng không? Khóc xong rồi quay ra thay ngủ quá không? Nó cũng vô tư quá ha, chơi game mà có thể là vừa bấm game vừa ngủ không chừng á. Bây giờ thì sao? Bây giờ thì dạ, hình như con nói quá chứ cũng đỡ bớt được xíu. Tật xấu là mê game nè, hay quên nè, rồi còn gì nữa không? Vô tư vô tâm hình như có cả hai lần. Nhây lắm, ổng chọc mà con để tức rồi mà ổng cứ ổng tới ổng chọc cho con tức thêm. Chừng nào con khóc ổng tao không dỗ vậy. Nhưng mà kiểu như ổng thấy hài á mà con đang tức mà sao con thấy hài được. Rồi bây giờ ở nhà đó là có giúp con làm việc nhà, việc cửa gì không? Dạ có, con nhờ thì làm mà con không nhờ đâu. Rồi có bừa bộn được không? Con bừa bộn hơn ổng. Vậy là bên này bừa bộn rồi. Vậy nãy là lên. giấu á. Bên này có bừa bộn không? Dạ đúng rồi, bừa bộn lắm. Đúng rồi. Nhưng mà đồ đạc xe đầy hết.
Nhưng mà là do em chưa kịp dọn mà. Con dọn xong rồi á, là mấy bữa sau á, nó kêu ông không dọn được gì hết á. Mẹ em gơ chứ. Dọn hết rồi, nhưng tại cái tốc độ bừa của nó quá nhanh đúng không? Thành ra là gọn, y như gàng. Cũ. Lúc nào mà con nhờ thì làm, còn cái lúc mà tự động làm là xin tấu đi nhậu. Nhưng ví dụ như con nhờ rửa chiếc là ông hay càm ràm lắm, chuyện đàn bà và bữa tôi rửa, nhưng mà ông nói thì ông nói nhưng mà vẫn làm. Bây giờ con chỉ mong chồng con sửa đi. Khoan, ghen á. Từ anh khai anh nha, không phải em khai nha. Từ đó bây giờ lỡ rồi. Em tém lại. Cái này cũng gọi là một cú sốc lớn trong cuộc đời con luôn á. Từ trước đến giờ con quen ổng hoặc là con cưới ổng thì con rất là tin tưởng ổng luôn. Nhưng mà cái đợt mà con sinh thằng cu được hơn 3 tháng á, là con phát hiện ổng đi hát karaoke ôm. Có cái video ở trong cái điện thoại á cô. Trời, con coi xong con bụng rưỡng tay chân luôn, suy sụp tinh thần luôn. Nhưng mà con thấy cái gì trong đó mà con suy sụp? Thì vừa hát vừa ôm. Ôm. Rồi xong sao nữa? Lúc từ sao? Cây khác qua trời qua đất luôn. Có năn nỉ không? Năn nỉ, nhưng mà năn nỉ xong cái tới tối là con cũng có nghĩ là cho bây giờ chẳng lẽ cãi hoài nè. Con cứ khắc hoài, mặc dù là trong lòng còn đeo, nhưng mà cũng nói thôi em tha thứ, anh không có dạy nữa. Cái sáng con thấy tiếng một cái video nữa. Nhưng mà bạn ổng chứ không phải ổng. Cái cô mới hỏi là anh có đi không? Cái lần này là anh có đi không? Thì ổng kêu là không, cái đây anh không có đi. Cái con không tin, cái ổng đập điện thoại. Cái con năn nỉ lại. Ông đập điện thoại dạ, luôn. Dạ đúng rồi. Tức ông đập điện thoại. Nhưng mà cũng có mục đích á, chứ lúc đó đang cầm mua điện thoại máu mà con chưa cho này sao á. Nó nghe nè, rồi từ hồi yêu cho tới cưới cho tới chuột lỗi rồi này kia nọ là đập mấy cái điện thoại rồi. Kế luôn cả điện thoại cắm luôn á. Kép thì kép một cái chứ đập thì đập một cái. Còn cái nếp trượt bằng nhiêu hai cái. Còn cái nếp trượt bằng nhiêu hơn nữa. Sao? Hồi rồi cãi nhau đi xe ấy nó nhìn đây con cũng nhớ quỳnh thoại xuống mương. Hồi tiếp quá. Mở xuống lụm lên xây lại xài tiếp dạ. Xài được luôn. Như vậy là con có muốn chồng con thay đổi điều gì không? Chồng con thì hiện tại con cũng thấy như vậy là khá là ổn, chỉ có điều là hơi vô tư một xíu, hay là con không biết là do con suy nghĩ nhiều hay là do ổng vô tư nữa. Suy nghĩ nhiều. Cô thấy vậy nè, hai đứa con á, con hôm nay là 24, con lên con 27. Đàn ông mà 27 tuổi là vẫn còn nhỏ lắm luôn, mà nữ là 24 là vẫn còn nhỏ lắm luôn. Vậy mà có đứa con nhiêu rồi? Dạ 3 tuổi. 3 tuổi. 3 tuổi là vợ con sanh lúc mà 21 tuổi đó là dạ. Coi như là không có biết đi chơi, không có được hưởng thụ một cái gì luôn á, đúng không? Dạ, nói chung là con vẫn chưa thực hiện lời hứa đó là dẫn vợ con đi tục trên mặt. Bởi vậy ha, thương vợ con nhiều hơn nữa đó, đúng không? Dạ. Đúng không? Còn vợ thì giờ chỉ mong chồng bớt vô tâm lại thôi. Vô tư thì được nha, nhưng mà vô tâm thì không được. Nên bây giờ con tập thói quen đi. Bất kỳ con chuẩn bị con làm một cái điều gì đó, cái con nghĩ tới vợ con, cái con của con. Mình đi nhậu với mấy ông nội này, ông nói nhậu tới 9 giờ. Hôm nay nhậu tới 9 giờ. Vậy là ngày hôm nay á là mình có cái gì hứa với vợ mình không ta? Vợ có phải phụ vợ mình làm gì không ta? Có phải hôm nay vợ mình nó có khỏe trong người không ta? Ví dụ vậy. Ví dụ tất cả những cái đó mà không vấn đề gì thì có thể mình đi với bạn mình được. Nhưng mà trước đó mình phải có cái suy nghĩ đã. Rồi mình hỏi nếu vợ mình mệt trong người thôi ở nhà phụ vợ đi, ví dụ vậy đúng không con? Có, ví dụ như con đeo là ổng đi chơi với bạn là ổng kêu thôi bây giờ vợ tao con tao đeo tao ở nhà tao phụ vợ thì mấy cái đó cũng có. Đó, dạ. Thì cái đó là tập cái thôi là mình không có vô tâm đó. Thôi bây giờ vậy nè, ví dụ mà bắt gặp cái video clip đó, mặc dù nó đã lâu nhưng mà hôm nay tại do lên chương trình do chú khơi lại cho nên chú cũng phải có một phần trách nhiệm với con. Nghe vô đây đi theo tôi vô đây. Chiêu trò đó chắc là chú Bin là tìm chiêu trò gì đó. Chắc là đào tạo chồng con kiến thức. Coi như là học một khóa cấp tốc đó con. Ở đây đó. Quá trời. Em cần lại không em? Trời. Có nói gì nữa không? Đó giờ cũng chưa nói mà. Chưa nói. Để nói nè đó. Trước cái vụ đó thì anh cũng thấy rất là có lỗi với em. Thì cũng trước mặt chương trình đây thì anh cũng muốn nói lại một lần nữa. Là anh xin lỗi em về chuyện đó rất là nhiều luôn. Và anh hứa với em là sẽ không có cái trường hợp nào xảy ra như thế nữa. Nha em. Rồi con nói gì? Thứ cho anh nha. Con nói gì chồng? Ở tới bây giờ á, không thể thứ rồi sợ ở tới bây giờ. Thôi đây, bây giờ cô nghĩ vậy nè, cứ mỗi một ngày lễ nào mà con thấy là cần thiết á là con cứ làm theo lời vợ mong ước nha. Một bông hồng với lại một lời chúc. Là tuyệt vời. Ok không? Con đỡ nhắc lại được. Và chú mong là sau chương trình này các con hãy thực hiện một cái chuyến gọi là tuần trăng mật của vợ chồng mà chưa làm được thì bây giờ các con hãy làm đi. Dạ. Cố gắng để mà
tạo ra những cái chuyến đi du lịch để mà bù đắp lại giờ cho vợ con. Hay quá. Hay quá. Rồi. Rồi, cảm ơn hai đứa. Cảm ơn Lên với Nguyệt nghe. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại. Cũng cái duyên đăng ký gói tin nhắn là 100, tin nhắn có 1.000 thôi nên cũng dư quá nhiều. Thôi mình cứ nhắn tin với nhau đi. Mà nhắn qua nhắn lại thì thấy hợp nhau. Sau nụ hôn khoảng 15-20 phút rồi đó. Ở dưới quê mà chị đối diện đầm ruộng, mũi nó cũng chích. Chắc xong bữa sau có bị sốt xuất huyết không? Đó, em đang định hỏi luôn. Nó say máu mình, còn mình thì đang say nụ hôn. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng nghe tiếp một câu chuyện thứ hai của cặp vợ chồng tiếp theo này. Và mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào họ. Giống như Nguyễn. Xin chào hai em. Dạ, em chào. Trời ơi, mới bước ra tưởng diễn viên Kim Huyền không à. Ờ dạ. Em biết chị Kim Huyền không? Cái chị nhỏ nhỏ con. Đúng rồi, nhỏ nhỏ đó. Dạ. Chào hai em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Bây giờ mời hai em giới thiệu về mình. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Đỗ Thuận. Em tên là Huỳnh Thế Hiển, em đang kinh doanh và phát triển thương hiệu gạo. Rất vui được đến tham gia chương trình Vợ Chồng Son. Và đây là Hiền hay của em. Thế là Hiển ở đâu? Dạ, bên em ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Hiển nhiêu tuổi rồi? Dạ, năm nay em 28 tuổi. 28 tuổi. Thôi con mời em. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, xin chào anh Quốc Thuận. Em tên là Huyền Trân, năm nay 28 tuổi. Hiện tại em đang là luật sư tư vấn về doanh nghiệp. Cái cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau? Tụi em gặp nhau năm lớp 11. Mà thật ra là cũng không có gặp nhau, mà lúc đó là em thì em học A1, bạn học A4, tức là tụi em học chung trường cấp 3. Nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh hay là ở tỉnh? Dạ, tụi em ở Gò Công, Tiền Giang luôn á. Dạ, em với bạn có một cái bạn chung. Hiển thì chủ đích là muốn nhắn tin cho cái bạn đó. Hồi xưa cũng là cơ rớt năm cấp 2 nhưng mà không có quen, nên là lên cấp 3 thì mới liên lạc lại. Thời đó thì điện thoại di động nó cũng chưa có phổ biến á. Tụi em cũng mới xài và Hiển nhắn tin cho em là: "Bê ơi, Hiển nè, có khỏe không?" Là Trân ơi, Hiển nè đó đúng không? Lúc đó em nghĩ là như vậy. Thì lúc... cũng tên là đồ, chữ cái tên là T luôn. Dạ, đúng rồi, lúc đó em nghĩ là bạn bạn của bạn Trân. Dạ, dạ. Ủa nhưng mà là Hiển cũng mất... có số của bạn này luôn. Dạ, không, không mất liên lạc của với đúng bạn rồi, Thảo đúng bạn rồi. Nhờ qua điện thoại của bạn Trân. Còn em thì em tưởng bằng này là bạn Hải lớp em, cho nên là hai đứa nhắn tin qua lại. Thì hôm sau bạn hỏi là: "Hôm nay có đi học không Tê, dạo này sao rồi?" Cái em mới thấy là ủa sao có gì đó sai sai, học chung lớp với em thì tại sao lại hỏi là có đi học không, mà còn hỏi là dạo này sao nữa. Cái em mới nói là: "Ủa vậy Hát là ai vậy?" Cái bạn này nói là: "Ủa Hiển nè." Hiển nè. Thôi. Ồ. Sau khi phát hiện là nhắn lộn tin rồi sao nè? Dạ thì lúc đó nghĩ là thôi cũng cái duyên, đăng ký gói tin nhắn là 100, tin nhắn có 1.000 thôi nên cũng dư quá nhiều. Thôi mình cứ nhắn tin với nhau đi, mà nhắn qua nhắn lại thì thấy hợp nhau. Nhóm lại là do tiết kiệm, sao uổng. Uổng, hết 100 tin nhắn. Dạ. Nhắn xả vàng luôn, ai ngờ dính luôn. Ai ngờ dính luôn. Sau đó thì bao lâu thì mấy đứa mới chính thức là quen hẹn nhau. Hẹn hò nhau lần đầu tiên á? Tụi em quen thì cũng lâu, mà thời gian hẹn hò chính thức á, xác định chắc ngày hôm ngày sinh nhật của Trân. Hôm đó thì em có ra ngoài nhà Trân, cũng trời mưa tối phập phùng, em thì cũng có chuẩn bị tạo bất ngờ cho Trân. Thằng bạn em nó chở em đi từ nhà em ra nhà Trân cách khoảng 5 km thôi. Hôm đó là ở ngoài em là ngoài đồng trống á, cũng vắng vẻ lắm mà cũng sợ ba mẹ em phát hiện. Cho nên là anh bắt cái thằng đó ở nút cái lùm tút đằng xa, còn ảnh đi bộ vô. Xong hai đứa em tặng quà thì em cũng có chuẩn bị là cầm dây chuyền, xong cầm dây chuyền nhỏ là trao qua cổ, xong rồi em hôn Trân. Cái tuổi đó mà sao ông giàu dữ vậy? Là dây chuyền bằng bạc thôi. Ủa, lúc đó là tụi em là học lớp mấy rồi? Lớp 12. Dạ, lớp 2. Mới 12 mà sao giàu quá vậy? Dây chuyền bạc thôi mà. Thôi nhưng mà dây chuyền bạc nhưng mà nhiều lắm á. Đúng là cái tư tưởng của ảnh nó cũng đúng là kiểu dân kinh doanh luôn á. Dạ. Anh không nghĩ là tặng mấy cái nhỏ nhỏ, mà anh nghĩ là một phát là phải cướp được nụ hôn đầu đời của em. Tại vì bạc đó nó mới xứng tầm với cái nụ hôn đầu đời khi mà anh đi cướp của người ta. Ăn khế trả vàng đó. Dạ đúng rồi. Rồi sao? Được không? Thì cũng được. Sau nụ hôn khoảng 15-20 phút rồi đó. Ở dưới quê mà chị đối diện đầm ruộng, mũi nó cũng chích. Mà thằng bạn em á thì nó nằm trong lùm, núp trong lùm á. Nó chào. Xong em hôn xong em về xong nó chửi em quá thì chửi luôn. Nó chắc xong bữa sau có bị sốt xuất huyết không? Đó, em đang định hỏi luôn. Nó say máu mình, còn mình thì đang say nụ
đúng không? Mình xây nhau nhưng mà tội nhất là bạn á. Dạ đúng rồi. Chắc về mặt phim ảnh á, thì hơi lãng mạn đúng không? Dạ. Đúng rồi. Nụ hôn đầu đời không. Ở cái chỗ đồng không mong quạnh cái mầm ngay mầm phới luôn á. Nhái rồi rồi. Dạ chó sủa rồi. Tụi em đứng đó chó sủa dữ lắm. Tính tới luôn đi. Dạ. Tính từ cái nụ hôn đầu tiên là hai đứa chính thức quen nhau. Hỏi đến bao lâu thì mấy đứa mới cưới? Tụi em có một lời hẹn 10 năm. Wow. Ủa tại sao lại tới 10 năm dữ vậy? Tụi em định hình là phải trở thành một người có công ăn việc làm tốt, dạ, rồi có thu nhập thì mới kết hôn. Và em rất là mong muốn là có một cái đám cưới thật là hoành tráng lung linh như ý, dạ, và phải bằng tiền của mình, cho nên là phải có một cái thời gian để chuẩn bị cái điều đó. Vậy anh đoán nha, chắc tụi em cũng mới cưới thôi đúng không? Dạ tụi em cưới cuối năm 2020. Như vậy là các bạn quen nhau là lúc đó các bạn 17 tuổi, hẹn nhau 10 năm mới cưới. Dạ, tức là đến 27 tuổi các bạn mới đám cưới. Dạ đúng. Như rồi. Như vậy các bạn chịu không nổi, các bạn đã cưới sớm 1 năm. Dạ đúng rồi. Đúng tại rồi. Vì quen á là quen đầu năm 2020. Đó coi ông cứ giữ vậy cũng được, đã quen nhau 9-10 năm thôi cũng được rồi. Dạ. Coi như trong suốt cái thời gian mà hai đứa quen nhau là gần 9 năm rưỡi á, cứ êm đềm vậy hay có sóng gió gì không? Đó. Có kẻ thứ ba nhảy vô nhảy ra. Ừ. Kẻ thứ ba thì không bao giờ có. Nói chung là có gặp khó khăn gì không? Đó. Dạ. Nếu mà khó khăn thì có. Dạ, khó khăn thì có lẽ là thời điểm mà sau khi tốt nghiệp của Trân và em thì chỉ tốt nghiệp khoảng 1 năm vì em nợ bằng anh Văn. Trong quá trình đó thì vợ chồng em cũng có hay xảy ra cơ bản là xích mích về buồn vui về việc Trân đi làm, Trân tiếp xúc với mọi người. Em thì ghen không, em không ghen, em thì lại là vui chơi nhiều hơn. Em chỉ học anh Giang thôi. Thời điểm học anh Giang có 2-3 ngày, thời gian còn lại thì hầu như là em đi chơi. Đi vui chơi. Đúng rồi, đi vui chơi. Ham chơi. Dạ đúng, hơi ham chơi. Khúc cuối tốt nghiệp đại học thì Trân nhìn đi nhìn lại các bạn bè xung quanh ra trường có tiền, trong khi đó em hơi bị èn cái khúc đó. Trân có động viên, có chia sẻ với em là không có bằng tốt nghiệp thì vẫn đi có thể đi xin việc được. Hồi xưa em cứ nghĩ là có bằng tốt nghiệp mới đi xin việc được. Ừ. Thì bảng điểm đã đầy đủ hết rồi nhưng mà chỉ thiếu bằng anh Văn. Nhờ Trân động viên thì em nộp CV, Trân viết CV cho em nộp CV lên một công ty. Thì cũng cơ may mắn là cơ duyên là có thể là năng lực cũng cơ bản bản thân thì nộp CV với CV công ty ban đầu phỏng vấn thì em đậu luôn. Dạ em chém gió CV nhiều. Bên công ty làm đẹp em cũng rất tự tin rồi lắm. Tự tin cơ bản rồi nhưng mà chưa hài lòng với công ty đó. Thì mong ước của em là tìm một công ty nào đó liên quan tới ngành lương thực thực phẩm để em phải về phát triển chung của gia đình em. Dạ thì 1-2 tháng làm mà bên kia có một công ty phỏng vấn đầu ngành của ngành gạo, em cũng đậu vào rồi. Bây giờ, bây giờ đã vô tới cái hôn nhân nè, có nghĩa là có loài ra cái quen nhau 10 năm nè, ở bên nhau là 4 năm 5 năm 2 năm là coi như là cái là vợ chồng với nhau. Bao nhiêu tật xấu nó có lòi ra hết không em? Dạ thì thật ra em với ảnh thì ở chung nên em cũng chấp nhận được hết mấy tật xấu của ảnh rồi. Thì từ từ tụi em sửa với nhau, góp ý với nhau. Mình vô thẳng luôn đi em. Nó là không bị vô thẳng vô luôn, không có những tật xấu gì, tật xấu bộ không, rồi có nhậu nhẹt không, có mê game không, đi ăn vặt vô địch luôn á. Vậy hả? Ví dụ nào? Ăn vặt dễ thương mà chị cũng ăn vặt mà. Không, dạ, nhưng mà nó ảnh hưởng tới mình chị. Ví dụ như ảnh đi đá banh về khoảng 8-9 giờ á, là ảnh sẽ xách bánh kem, đậu hũ, bánh tráng trộn, cháo ớt gì đó, rồi bắt đầu ảnh gọi năn nỉ là em ăn với anh đi, anh buồn quá. Xong kéo đầu là mình thì có lúc mình cũng giảm cân mà ảnh cứ vậy đó. Tức là gì nè, nếu mà ăn một mình không nói, nhưng mà cuối cùng em có ăn không? Ăn sao mà ăn? Không đặng. Vậy em dụ chị thử chị ăn không? Thôi, em chỉ để chị, chị dụ em có ăn cũng ăn à. Rồi, rồi bây giờ còn tật gì nữa nào? Chưa có con, rồi buổi tối về thì cũng không muốn làm gì. Nên là đôi khi ảnh cũng có thích đi chơi với bạn. Thì ảnh nghĩ chuyện đó rất là bình thường. Ảnh không bao giờ ngăn cản em đi chơi và cũng không có bao giờ hỏi em mấy giờ về hết. Ảnh cũng nghĩ là chuyện đó rất là đương nhiên. Hai đứa bây giờ vẫn có con hả? Dạ chưa, tụi em chuẩn bị có. Chuẩn bị có con. Mong muốn thay đổi luôn đi. Bây giờ sẵn vậy vợ mong muốn chồng thay đổi điều gì đó hoàn hảo hơn. Dạ, so với anh của 10 năm trước thì mọi thứ nó đã đi theo cái hướng mà em mong muốn. Tất cả những cái kế hoạch mình mơ ước đó, thì nó đều đã thành sự thật hết rồi. Bây giờ thì mình biết tiếp chương tiếp theo 10 năm nữa thì sẽ có những cái vai trò mới làm cha làm mẹ. Em hy vọng là anh sẽ nỗ lực nhiều hơn vì gia đình của mình. Và để tâm nhiều hơn tới cảm xúc của em. Có đôi khi là nếu mà em trở thành mẹ thì có thể là cảm xúc của em nó sẽ vượt tầm kiểm soát của em, vì có những áp lực, có những cái sự thay đổi về bên trong cơ thể. Thì anh hãy hiểu và quan tâm đến em hơn. Nói trước đó nữa, đừng vô tâm nữa. Đó. Rồi bây giờ tới Hiển đó. Vợ em thì nếu có tật xấu thì em nghĩ là chứng bệnh hoàn hảo của anh. Vợ em cũng lên kế hoạch, thí dụ có đi đâu, làm gì phải lên kế hoạch từ chi tiết
nếu mà cái gì nó không đạt như kế hoạch đó, thì vợ em buồn, mà tự em buồn. Không có đưa ra giải pháp khác à? Luật sư mà em lên kế hoạch hết trơn mà chi li chi tiết mà anh vẫn buồn. Nhưng mà vẫn buồn nên nó bớt đi sự hoàn hảo đi một tí. Bớt hoàn hảo đi thôi. Tất cả mọi thứ đều hoàn hảo. Đúng rồi. Em thấy mọi thứ không hoàn hảo thì em tự buồn vậy đó. Chứ thực ra thì nó cũng có gì để đáng buồn đâu. Thật ra là những thứ là tốt hơn so với bình thường. Dạ, bây giờ mong muốn cái gì? Dạ, mong muốn thì vợ em bớt đi sự hoàn hảo tí thôi. Bớt đi cái sự hoàn hảo xí thôi. Rồi bây giờ hôm nay nhân sự kiện mà đến với chương trình Vợ Chồng Son, hiện có cái điều gì muốn nói với vợ hay không? Em cũng biết rồi, trong khoảng cái thời gian qua thì từ ngày lấy em thì anh cũng đã cơ bản là về mặt kinh doanh, mặt tài chính thì anh cũng cố gắng sắp xếp để hỗ trợ cho gia đình chúng ta sau này, mong là hai vợ chồng mình cùng nhau cố gắng. Dạ. Giơ tay ra. Trời ơi. Thôi thiệt rồi, đã đến lúc rồi, các em cần phải có thêm một thành viên mới trong gia đình. Dạ. Anh chúc cho hai vợ chồng nghe, sau chương trình này về sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa, sẽ thương nhau nhiều hơn nữa, và đặc biệt là trong vài tháng sau là các em sẽ nhận được một tin vui từ bác sĩ. Và qua năm sau, năm mẹo, các em sẽ chào đón một thành viên mới thật là tuyệt vời, khỏe mạnh. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn anh và chị Hương nhiều. Chúc hai đứa tội nguyện nha. Bây giờ sinh như vậy thì 7 năm trước, 6 năm trước thì sinh cỡ nào? Dạ, lúc đó em lết không anh ơi? Lết. Đó là một lần đi Nha Trang. Đi với ai? Dạ, chắc có hai vợ chồng anh. Có hai đứa rồi à? Dạ. Lúc đó nhiều tuổi rồi? 17 tuổi. Trời ơi. Em nói với anh là ông này ông có chơi cái chiêu là chồng em là đã 24 tuổi rồi. Lúc đó ông dụ em á. Mặt vàng dễ sợ. Trời. Xin chào hai em. Chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Sao có cái miệng giống nhau quá vậy? Em tên là Lê Hoàng Sơn, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp là một tài xế. Sinh ra và lớn lên ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Xe tải mà lái xe mà hột xoàn nó cấn vô lăng, chết luôn. Thấy còn em? Dạ, em chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân. Em tên là Võ Thị Diệu, em 25 tuổi. Em thì ở Bình Dương. Quê ở Bình Dương đúng dạ, không? Dạ, đúng rồi. Hai chồng đang ở quận 12 Dạ, quận 12. Em làm bên nail Rồi hai em quen nhau trong trường hợp nào? Vô tình là hai đứa em cùng đi đến một sinh nhật của một người bạn. Đến đó thì mới gặp nhau. Chỉ có em thích vợ em thôi chứ vợ em không có thích em. Tự nhận luôn. Có nghĩa là em nhìn cái nhan sắc của vợ em là em bị choáng ngợp liền đúng không? Dạ đúng rồi anh. Ủa cái đây là mấy năm rồi ta? Chắc cũng phải 6-7 năm rồi. Bây giờ sinh như vậy thì 7 năm trước, 6 năm trước thì sinh cỡ nào? Dạ lúc đó em lết không anh ơi? Lết. Ấn tượng đầu tiên với ổng là chị mình chỉ cảm thấy ghét, sao mà cái người này nói nhiều nhiều tới nỗi mà mình cảm thấy khó chịu. Rồi sau đó thì em chắc chắn rằng là em phải lên chiến thuật để em cua người đẹp này đúng không? Lúc đó vợ em học nghề ở gần nhà em. Ở trên vợ em mỗi sáng thì đi xe buýt. Thì em lúc đó thì cứ đứng ngay trạm xe buýt, đứng đó là chờ vợ em vừa xuống là em hốt đi ăn sáng em. Ủa mà sao em dễ dàng hốt quá vậy? Em chỉ nghĩ đơn giản, có người bao ăn sáng là được, mình đỡ tốn tiền thôi. Rồi cái khoảng thời gian đó kéo dài bao lâu? Rồi bao lâu khoảng là chính thức tụi em yêu nhau? Khoảng 2 tháng anh ha, khoảng 2 tháng sau á. Lúc đó em nghĩ đơn giản, có người để mình ngủ đi ăn nè, có người nạp tiền điện thoại cho mình nè. Mười mấy tuổi phải không? Dạ, lúc đó em mới có 17 tuổi. Bởi vậy mục đích mà cứ đích là cứ đồ ăn dụ là dạ. Nhưng mà em nói nghe nè, em có lo lót cho phụ huynh không? Lúc mà em cô vợ em á là khó lắm. Mà em phải chơi chiến thịch là em lên chơi chung với lại ba vợ em bây giờ. Rồi sau khi cua, sau khi coi như là chinh phục được cô gái này rồi. Dạ. Thì cái mối tình của hai bạn nó tiến triển như thế nào? Thời gian mà hai đứa quen nhau có một kỷ niệm là hai chồng không bao giờ quên. Đó là một lần đi Nha Trang. Đi với ai? Dạ, chắc có hai vợ chồng anh. Có hai đứa rồi à? Dạ. Lúc đó nhiều tuổi rồi? 17 tuổi. Trời ơi. Em nói với anh là ông này ông có chơi cái chiêu là phụ huynh, giống như là lo lót, là trong nhà cũng có chuyện buồn, kêu em giữ nhà. Tự nhiên cái ổng thấy em buồn không điện cho ba mẹ em để xin đưa em đi chơi. Mà tự nhiên cái ba mẹ em cũng đồng ý luôn. Nha Trang rồi ở ngoài rồi ở sao? Từ từ cho em nó nói xong. Em tao đi đổ mày là thiệt. Đổ tâm nó thiệt đó. Mà đi Nha Trang anh ơi, lúc đó em không có tiền. Vận động tài trợ hết luôn, được có 3 triệu à. Ra tới Nha Trang chưa biết gì hết, em mua 2 vé về trước là cho chắc ăn lỡ mà hết tiền. Có tiền vẫn còn có đường về nhà. Đúng rồi. Tại vì ở là tới 2-3 ngày lận. Khi đó tụi em chỉ ăn bánh mì. Thôi cái đó không sao đâu. Bây giờ mình kể cái chi tiết mà mình ở trong khách sạn đó.
cái quan trọng là ở đây. Dạ. Với cái số tiền đó ở mấy phòng, một phòng thì mấy giường? Dạ, chắc vì lý do kinh tế nên tụi em chỉ ở một phòng. Mà quan trọng là 17, vô chồng đưa giấy chứng minh nhân dân người ta có nhận hay không? Dạ, chỉ đưa giấy chứng minh của chồng. Chồng em là đã 24 tuổi rồi. Lúc đó ông dụ em á. Mặt vàng dễ sợ. Bây giờ đã vô tới phòng rồi thì ta hỏi thẳng luôn đi. Có chuyện gì xảy ra hay không? Hả, có gì không? Chuyện gì đến thì nó sẽ đến thôi. Sẽ đến anh. Rồi sau đó sao? Sau khi nó về là em mới bắt đầu em... Hai người, hai đứa yêu nhau thấm thiết á. Không phải là quan trọng chuyện trong phòng đâu. Mà tại vì ổng làm nhiều chuyện gì cho em quá nên là em cảm động. Nhiều chuyện gì là chuyện gì? Trời mưa gió em than đói. Ổng đi mua cho em á, nhiều khi có một ổ thôi. Về ổng bắt em ăn. Cái em mới nói là sao anh không ăn. Cái ổng mới nói với em là thôi anh no rồi. Nãy anh ăn trên đường về rồi. Mà trời mưa sao mà ăn. Trong khi đó chạy xe máy nước mưa không sao mà ăn được. Đi đến đâu ổng cũng lo lắng chăm sóc cho em dữ lắm. Nói tóm lại là sau cái lần đó là tụi em chính thức yêu nhau. Dạ đúng không? Phải đúng. Nói là em mới bắt, em, đầu, em bắt đầu yêu, yêu ổng. Dạ đúng rồi. Và cưới nhau là được mấy năm rồi? Làm đám cưới á, là 2 năm 5 tháng. Còn đăng ký kết hôn là 3 năm. Lý do? Nói chung là lúc mà mẹ em gặp vợ em á, là mẹ nói trời, nuôi gì mà đẹp dữ vậy. Mẹ em sợ xin... là em giữ không được. Đúng không? Sợ sau này rồi đổ vỡ thì lại khổ. Lúc mẹ chồng em á, thấy chồng em á là hiền với lại giống như là sợ bị em ăn hiếp. Nhưng mà em làm cách nào để mà em có thể mà đến được với nhau? Em giấu mẹ em vẫn tiếp tục quen vợ em. Lúc trước á, ông đến nhà em thì ông rất là bình thường. Điện thoại thì không có giấu giếm này kia đâu. Sau này cái tự nhiên cái lên nhà em, điện thoại cái ông tắt chuông. Hay là mỗi lần có ai điện thoại đến cái là ông bấm tắt liền, ông không có nghe. Cái em mới nghĩ là trời, thằng này nó có bạn gái khác hả ta. Cái lúc đó em ghen. Em nói là cái ông nói thật luôn. Là ông nói là mẹ anh như thế đó. Em tức quá, ngày mai em xách xe em lên nhà mẹ chồng em gan lắm. Em nói ủa bác ơi, sao bác không cho con với anh Sơn quen. Em mới nói là bây giờ anh Sơn thương con thương anh Sơn thì thôi bác đồng ý đi, chứ giờ ảnh buồn thì bác cũng buồn, chứ bác đâu có vui gì đâu. Mẹ chồng em mới điện ông này nói trời, sao con nhỏ đó nó gan dữ. Tôi chưa thấy đứa nào nó gan như nó luôn á. Dạ vậy thì mới có được kết quả tốt. Dạ nhưng mà sao em thấy tình hình không ổn nên bây giờ em nghĩ là em thấy ngu nè. Là em nói anh ơi, em thấy tình hình không được đâu, thôi giờ mình đi đăng ký kết hôn đi. Thì ổng lúc đó là ổng nghe lời em lắm. Bây giờ em nói con chó là con mèo ổng cũng nghe theo. Đúng vậy. Dạ. Em về em lén lấy sổ hộ khẩu, em lấy giấy tờ này kia, tại mẹ em giữ hết mà. Như đi ăn trộm. Dạ. Rồi sau đó là hai đứa ở với nhau như vợ chồng, đúng không? Không có biến cố gì xảy ra nữa. Đăng ký kết hôn xong rồi lại gây lộn nữa. Gây lộn cái vợ em cũng đi nhiều khi đi chơi á. Nói giờ bà mà đi chơi ở đâu là tôi đưa giấy đăng ký kết hôn văng trước mặt các bà không biết như thế nào lợi hại. Thì đi chơi cũng trong lúc đó cũng đã chia tay, có nam cũng, có nữ anh tay. Lúc đó hai đứa đang giận lộn mà thì em nghĩ đơn giản thôi, chia tay thì thôi. Hỏi cái em đi đâu, em đi chơi với bạn em. Công đi lại đó, ông nói vợ tao. Cái em mới nói giọng là thôi giờ ly dị đi. Ông mới nói muốn ly dị thì tự đi một mình đi. Lúc đó mới nói là em nghĩ em ngu. Ông cũng chửi em ngu luôn. Rồi đến khi nào thì hai bạn mới thực sự rằng là bỏ qua hết tất cả những gì xung quanh mà có thể chấp nhận về lại với nhau. Để không còn biến cưới á. Rồi hai đứa quay lại rồi bác sĩ bảo cưới nên phải cưới thôi. Tụi em đã có em bé được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ gần 2 tuổi. Mà lúc rồi. Mà nghe có tin có em bé vậy là có vui không? Lúc đó em sợ lắm. Lúc em đó là em mới 23 đúng không? 22. Dạ là lúc đó là em đã bắt đầu làm riêng ở ngoài rồi. Em á thì em không có biết có thai. Em cảm thấy nhức đầu chóng mặt này kia thì em nói ông là ông đi mua thuốc cho em đi. Cái ông cũng đi mua thuốc, tự nhiên về ông đưa cái que thử thai vô mặt em. Cái ông mới nói thì em cứ thử đi, thử ra hai vạch em muốn xỉu. Gia đình hai bên có biết em có cái bầu không? Khoảng chừng 5 tháng sau gia đình em mới biết. Một đám cưới nó diễn ra rất là bình thường là đám hỏi xong rồi tụi em đi chụp hình cưới rồi khoảng 1 tháng mấy 2 tháng sau mới đám cưới. Nhưng mà không thấy bụng hả? Không, là lúc đó em rất là nhon. Dạ. Khi đúng mà đám rồi. Cưới xong là gần 5 tháng rồi là không ai biết gì hết. Chị có bầu 5 tháng rưỡi cũng không ai biết luôn. Ở em có bầu 2 tháng là biết liền. Ở với nhau như vậy một thời gian rồi quen nhau cũng thời gian khá dài. Dạ. Vậy thì có bao nhiêu tật xấu lòi ra không? Nhiều lắm. Tới giờ rồi đó. Đó. Dạ. Tới giờ đi rồi. Em. Bây giờ mà giấy mà em viết thì là cảm giác không hết. Dạ. Thôi giùm lấy đâu. Cái tật xấu nào mà nặng nhất ra đi em. Ông ơi dơ kinh khủng. Hồi lúc mà mới quen em đâu có biết đâu. Khi mà quen nhau mấy năm, khoảng 2 năm mấy, đi coi kịch chị Hồng Vân, nghe cái mùi gì nó hôi hôi. Không phải là hôi nữa mà nó chua chua. Thì ra là cái áo của ổng. Mấy ngày sau mình lại nằm lên đùi ổng cũng gì chua chua. Chua chua nữa. Dạ. Thì ổng mới nói thiệt với em là
quần 2 ngày chưa giặt. Ông nói thường thường đồ của anh cả tuần mới giặt. Ngày nay mặc cái quần này với cái áo kia, thì ngày mai áo kia với cái quần nọ. Vậy đó, là nó cứ đổi qua đổi lại. Nhiều, nói nhiều lắm, chi xỉn vô nói rất là nhiều. Nhiều tới nhiều khi mà em bực quá, em nạt một cái, em tán một cái, em mới nín. Vậy đó hả? Dạ. Còn gì nữa không? Ở đây nói xấu được mà đúng không chị? Đúng, trời dạ. Vui, thoải mái em. Nhậu nhiều nữa. Hồi tài xế trước, mà nhậu là lý do hồi trước vậy? Khi mà yêu em á, là bao nhiêu là bây giờ là... Nó thay đổi hết. Không, là cái ngày hôm đó là ngày tình nhân anh ha. Cái ổng lên ổng tặng cho em một bó bông. Ông nói em ơi, anh tặng bông em nè, Dũng công ty nó ế giờ tặng em nè. Trời ơi. Giờ để nhà nhiều quá, giờ mẹ anh kêu em tặng cho em nè. Bông này thì ai, không có cúng được chị. Ai khiến ông nói câu đó chi vậy? Rồi bây giờ tới bạn đó, bạn Sơn. Dạ. Giờ em nóng tính ghê lắm, làm bếp làm nút thì có kéo có nút gì. Giờ em nói đang cãi lộn, giờ nói giờ anh muốn gì là em đằng kia kìa, múc qua đằng kia luôn. Là bỏ chạy hả? Thôi mới có cầm lên, giờ anh muốn gì là em chạy ra khỏi nhà luôn. Ông rồi nhát gan lắm. Ông nhát gan lắm. Em đang cắt đồ, em lên like hay này kia, em đang cầm để cái kéo đó. Em đưa vậy thôi. Ông bỏ chạy mà tới mức mà cái xe ông dắt được mà đôi dép ông còn để lại. Chạy mất dép. Vừa chạy mà còn vừa la nó chú ơi chú hơn dịu nó đâm con này kìa. Có em cái thời đó là em, cái tiệm tóc á mà em quay chuyển chỗ đi luôn á, rất là nóng tính. Khi mà giận lộn là trong tay có cái gì là phan cái đó, mà lỡ quên vợ em đang cầm con dao mà quên, tưởng đâu cây chổi chổi em một cái em sao mà chụp dao được, sao mà chụp dao được. Em đâu có chỗ công. Ghi lộn với vợ là bao giờ cũng là kèo dưới đúng dạ đúng anh, lúc nào cũng vậy á. Không, hồi trước thì cưới thôi chứ sao là anh kèo trên không dạ. Phải không? Là ổng có cái tính này đó nè, là dặn ngay á. Nhiều khi ổng đi nhậu nha, ổng bỏ mẹ con em nhà một mình, cái em nói ngày hôm nay ngày mai ổng đi hơn giờ đó nữa. Nghĩ hả? Vậy đó, nói đi nữa rồi sao? Tới cái tiết mục của em nói xấu vợ mà. Ờ đúng rồi, kể đi. Ủa vợ chồng công bằng mà. Đúng rồi, đúng rồi. Em nhiều tật lắm, vợ em kể tới sáng luôn á, chết em á. Thứ hai là rất là ở sạch. Mà em ủa, thì đâu, rất là ở sạch xấu hả? Nhiều khi ở sạch nó hơi quá lố. Bước vô phòng mà có mùi lạ cái là vợ em cầm chai xịt phòng. Không cần biết là nó như thế nào hết. Xịt cho trước thì còn mà bước nhước vô nhà mà có cát là vợ em không chịu. Đi mà cầm cầm chân là không chịu. Mình tính mình thanh niên mà giờ về liếc ở vợ cũng phải thay đổi. Nhờ liếc nó cũng chưa thay đổi gì luôn á, giết được cũng sạch bớt đó. Dạ cũng sạch bớt vậy. Hồi xưa ở dơ 10 hiện giờ cũng còn ở dơ được 5-6 đi. Ngoài hai tính đó ra thì nói chung là vợ em hoàn tốt hảo. Nhân đây thì giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì nói luôn đi. Nói chung là bớt nóng với lại cha con anh là được. Rồi bây giờ tới em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì nào? Em thì những tật xấu của anh thì em chịu được, có trong cái khả năng chịu được, tại vì thương là sẽ chịu được thôi. Là muốn anh bớt nhậu lại. Nhưng mà em từ nào buông vô lăng ra em mới nhậu. Em nhậu là buông vô lăng là nhậu là để cho nó an toàn. Nhưng mà dạ, thực ra cái nhậu này nó ảnh hưởng sức khỏe. Dạ. Nhiều khi ổng nhậu với ba em á, chưa đã, về nhà cầm lon bia uống. Thì cái đó là nhậu lầy thì ý chị là em nói chị là cái tính chồng dạ, em lầy. Ừ, làm dạ, sao cho nó sức khỏe nó tốt. Uống thôi. Uống ly thôi, hoặc một ngày uống lon bia thôi là tốt. Còn em á, cái nóng tính này thì chị không biết nóng là nóng cỡ nào, nhưng mà cái chuyện nóng với lại cái chuyện mà mình cầm cái gì mình chọi cái đó là hai cái nó khác nhau. Hồi trước thôi chị, bây giờ thì đỡ nhiều rồi. Đỡ và nếu bỏ được thì bỏ, ví dụ như dạ, có thể nói lớn được, có thể la được, nhưng mà những cái đạo cụ á gồm có dao kéo chổi xẻng rồi đó gì á thì xong dẹp chung đi. Với ổng mới là phải gì nè, nói thường ổng không có chịu dừng hay là chịu này kia. Ổng ngay nên là những cái hành động đó ổng mới sợ mới chạy đi thôi. Còn ngoài ra thì cặp này là quá đẹp đôi rồi. Cảm ơn dạ, anh. Thấy ông này ổng ẻo, ổng yếu yếu, không có được mạnh mẽ mà sao ổng viết chữ đẹp quá à, giống con gái nên thấy ghét. Coi thấy ông này sao vô sân đánh bóng chuyền mà sao manly quá. Dạ. Em la sao đâu. Thì lúc đó em được mệnh danh là la hét viên. La hét viên. Mà bữa nào em mà mệt quá em ngủ quên luôn là giật mình nữa đi 11, 12 giờ thì thấy vợ còn ngồi đó đó. Hỏi sao không ngủ vậy? Nói chưa chút ngủ con chưa ngủ. Thôi dễ thương quá à. Xin mời quý vị chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Mời hai em giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thực. Em tên là Hoài Thương, năm nay em 26 tuổi, hiện tại em đang là giáo viên. Mời em. Em tên là Thanh Hồng, năm nay em 26 tuổi, em cũng là giáo viên, tụi em đến từ Tiền Giang. Ủa, tụi em là dạy cấp dạ, tiểu học. Dạ. Tiểu học đúng không? Dạ. Lớp mấy? Em thường thì dạy lớp 5, chồng em học dở hơn nên dạy lớp 2 thôi à. Như vậy là hai em là chắc chắn là quen nhau từ cái thời Thanh Mai Trúc Mã đúng không? Dạ đúng rồi.
cách đây 8 năm thì tụi em quen nhau lúc là học chung trường đại học, chung lớp. Trời ơi, quen 8 năm luôn rồi đó hả? Dạ. Rồi cộng luôn cái thời gian lấy nó là mấy năm? Dạ, là dạ. Tính luôn á. Là mới cưới đây. Dạ, dạ, cũng gần 5 năm. Gần 5 năm này. Rồi, tình yêu của các bạn có đẹp không? Có lung linh không? Dạ, cũng nhiều ý nghĩa lắm. Dạ, lần đầu tiên á là em gặp vợ em là cái buổi đầu tiên của cái thời đại học á, tụi em học thể dục. Thì em để ý ở trong lớp á, thì mấy bạn nữ khác bình thường, nhưng mà có mình vợ em à, đi học thể dục mà mang đôi giày cao một khúc như nè. Rồi người á thì nhỏ con mà lùn mà lại rất là nhoi, cho nên là cũng có cái ấn tượng ở ban đầu. Đi quấn cao gót mà nhoi nó là mỏi giò dữ lắm luôn. Là sao? Tại em không biết đó là tiết thể dục nên tính là lên đại học mình cũng điệu đà ăn chút, cho nên mới mang dép cao gót, ai ngờ là tiết thể dục. Vô tình sao á thì phân chung tụi em chung nhóm, thầy mới kêu là viết danh sách nhóm, thấy ông này ông ẻo, ông yếu yếu, không có được mạnh mẽ mà sao ông viết chữ đẹp quá à, giống con gái nên thấy ghét. Tại em viết chữ không được đẹp. Cho nên ai viết chữ đẹp là em. Ủa nhưng mà học thể dục mắc mới gì viết chữ? Kêu viết danh sách nhóm á. Rồi cái ổng xung phong ổng viết. Ừ. Đẹp quá đúng không? Dạ đẹp lắm. Nhưng mà nhìn ổng là thấy có thấy ông đẹp trai không? Dạ không, lúc đó ốm lắm. Giờ em nuôi mới được vậy. Chứ vậy là cái ấn tượng ban đầu của hai bạn nói chung là không có tốt đẹp. Dạ. Về hình thức với nhau đúng không? Đó. Ông này thì thấy bà này nhoi, này thấy này yếu yếu ớt mà chữ đẹp ganh, một chữ ganh bự thì là mình đúng không? Thì bao lâu thì mấy đứa bắt đầu là có tình cảm với nhau? Khoảng 7 tháng sau á. Người nào cua người nào? Dạ em cua vợ em. Điều gì mà em quyết định em cua? Lúc trước thì em thì chơi bóng chuyền, thì ở trường có tổ chức giải của khoa thì em có trong cái đội tuyển, rồi ở trong em đánh em nhìn ra ngoài thì thấy vợ đứng vợ la nguyên một góc đó ai cũng nhìn hết. La ai? La em hả? Dạ cổ vũ. Cổ vũ. Cổ vũ. Cổ vũ đâu la la mắng. Bữa đó có đi cuốc cao không? Dạ. Bữa đó biết rồi không có đi cuốc cao. Rồi nhoi nguyên một khúm đó luôn rồi em ở trong sân đang đánh mà lúc nào cũng phải nhìn ra đó. Mỗi lần ghi điểm. Chứ em cổ vũ chồng em hay là cổ vũ người khác? Dạ cổ vũ chồng, tại lúc đó cũng hơi có cảm tình à. Lúc đầu chơi chung nhóm thì cũng mày tao thôi. Rồi cái ổng đánh bóng chuyền á, cái giỏi ổng rủ đi coi. Rồi đi coi thấy ông này sao vô sân đánh bóng chuyền mà sao manly quá. Dạ em la sao đâu thì lúc đó em được mệnh danh là la hét viên nè. La hét viên. Ta cổ động viên còn đây la hét viên. Dạ tại vì em la nó nhỏ em la không hiểu hiểm hú 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 là vậy đó. Thương ơi cố lên, thương ơi cố lên. Rồi lúc đó là bắt đầu ấn tượng quá đẹp rồi. Dạ lúc đó nhìn ra thấy dễ thương lắm. Rồi quyết định. Dạ mấy ngày hôm sau nữa thì đi học em có hẹn với vợ em là đi ra ngoài giếng nước để nói chuyện, rồi hai đứa ngồi nói chuyện với nhau thì em mới nắm tay vợ rồi mới tỏ tình. Em nhớ rất là kỹ ngày đó là ngày 19 tháng 5 2010. Ồ ngày quá đặc biệt luôn á. 19 tháng 5. Ừ dạ rồi, rồi mà em đã có cảm tình rồi. Dạ cho nên chắc chắn là để yên chỗ luôn đúng không? Rồi tình yêu của các em từ lúc đó là nó suôn sẻ, nó bằng phẳng không? Dạ không, tụi em chia tay không biết bao nhiêu lần luôn á. Mà chia tay lâu nhất là khoảng thời gian bao nhiêu? Không có một tiếng mấy hai tiếng thôi. Thôi đừng có té. Chia tay không lẽ 5 lần, 1 lần tiếng rưỡi. Tiếng rưỡi. Mà lý do gì vậy? Chỉ vì chuyện bóng chuyền thôi. Thời đó vì bóng chuyền thì em thích ảnh, nhưng mà cái này ảnh mê quá, nhiều khi đánh bóng chuyền bắt em ngồi đợi đó mấy tiếng đồng hồ vậy đó. Cái năm ra em giận. Bây giờ chồng em còn chơi bóng chuyền không? Dạ còn. Ngoài vợ ra thì còn có một thành viên nào đó cũng không thích em đi đánh bóng chuyền không? Dạ là mẹ vợ. Rồi ba mẹ em cũng không thích nữa. Ủa nhưng mà tại sao mẹ vợ lại giận? Tại vì lúc mà em cất nhà xong á thì có nhờ mẹ vợ xuống ở nhà giùm. Sống chung một nhà thì tất cả mọi công việc mẹ quán xuyến hết, ngay cả cơm tụi em ăn mẹ cũng phải nấu nữa. Cho nên là mẹ thích là muốn em ở nhà để phụ chăm sóc vợ thôi. Vậy mà hả? Giai đoạn đầu ở chung á thì cũng do là cái tính hậu đậu của chồng hay quên trước quên sau. Chưa có quen hợp tính thì cũng còn hay giận. Mẹ em giận thì mẹ ít nói lắm, mẹ không có nói. Nói một lần rồi thôi, cái thùng rác dơ đó đi đổ đi nha. Cái chồng nói dạ để đó sáng, không chịu đổ liền.
Mẹ lùi cùi mẹ đi đón. Ừ, còn cái đỉnh điểm mà để hai mẹ con gây lộn nhau là cái chuyện gì? Là lúc em sinh bé được 3 tháng, chồng thì cũng áp lực công việc đi dạy, rồi đi bánh bóng chuyền để xả két. Còn mẹ thì vừa chăm cháu, vừa làm việc nhà này nọ, cho nên mẹ cũng két. Em thì mới sanh, không khí gia đình lúc đó căng thẳng lắm. Bình thường thì em sẽ là người dung hòa giữa hai bên, nhưng lần đó em cũng căng thẳng quá. Cái mẹ rầy chồng, cái chồng trả lời lại. Cái em ở giữa rất là khó chịu, em la làng lên là hai người không ai thương tôi hết á. Chồng với mẹ muốn làm gì làm đi, không lo nữa. Cái bỏ lên lầu nằm khóc. Thì sáng hôm sau mẹ với chồng tự năn nỉ mẹ, rồi mẹ với chồng về. Đó là lúc đỉnh điểm nhất, là giận là hơn 2 tiếng thôi đó. Ủa, giận lâu hết sức luôn. Tưởng là giữa mẹ với rể là xung đột dữ dằn, rồi mẹ bỏ về để tự hai chồng chăm sóc này kia nọ. Một cái kịch bản mình đưa ra nó dễ sợ, cuối cùng mới được 2 tiếng kết thúc lên. Cả mẹ cái chồng tự lên năn nỉ bé này. Vậy là nhiều khi á, mẹ giận em là tại vì chắc là lúc cái tình cảm của mẹ dành cho con rể giống như con ruột luôn á, nhiều khi bực bội, nhiều khi này kia nọ. Rồi mẹ thương chồng hơn thương em, đúng không? Dạ, đó, như con ruột ngay, vậy đó. Nhau á là nhiều khi mẹ bên chồng hơn, không có bên em. Vậy tại tính ổng cũng hay năn nỉ mẹ mà như con nít vậy đó, cứ lại à mẹ lại ôm mẹ nhõng nhẽo, nói đeo theo, chừng nào mẹ hết giận thôi. Nhõng nhẽo lắm, nịnh mẹ lắm. Ở cái nào mà ôm chân rồi đu đeo như trời ơi, ginh mẹ em lên luôn á, kêu mẹ em là bé Tuyết không à. Trời ơi, vậy sao giận được trời. Bởi vậy nên không bao giờ giận lâu được đâu. Trời ơi, ôm mẹ làm cái bé Tuyết nó giận con. Dạ đúng rồi. Nhân đây thì em có muốn nói điều gì với mẹ vợ của mình hay không? Thì cũng thông qua chương trình thì em muốn cảm ơn mẹ. Mẹ đã làm thế vai luôn của ba là lo lắng cho vợ, rồi sau này lại lo thêm cho con, rồi thêm 2 đứa cháu nữa. Mọi công việc ngoại đều quán xuyến hết. Thì ngày hôm nay con muốn cảm ơn ngoại đã dành hết thời gian để bên con, bên cháu và góp phần cho cái gia đình con thêm hạnh phúc. Con cảm ơn mẹ. Bé Tuyết lắm. Thôi đi. Con yêu bé Tuyết nhiều lắm. Rồi, cưới nhau như vậy thì chắc có lẽ là vợ chồng của em có những cái tật xấu gì không? Dạ, có. Cưới nhau thì phát hiện anh cũng càng mê bóng chuyền hơn nữa. Ừ. Ví dụ như hôm nay đi dạy về chiều anh sẽ đi đánh bóng chuyền. Có khi hả, trong sân không còn ai, giống như là hôm đó cuối tuần người ta về quê thì anh cũng chạy cả mấy chục km để về quê đánh luôn nữa. Xa vậy anh cũng đi nữa. Ồ, vậy hả? Ghiền tới mức như vậy á. Đam mê quá. Dạ, thì em mong anh là bớt mê bóng chuyền lại. Ví dụ đó 7 ngày thôi, giờ chừa lại cho vợ con 3 ngày. Được không? Dạ, lúc rồi thì em cũng đã tiết chế lại. Thì thường á, ngày thứ bảy hoặc chủ nhật thì em dành ở nhà để cho vợ với con. Khi nào rảnh rang vợ cho đi thì em mới đi. Giờ tới phiên Hoài Thương. Vợ em có cái tật xấu là giận, mà bạn em hay nói là giận sản. Giận những chuyện vô cớ lắm. Thói quen là tối là em phải chúc ngủ ngon thì mới đi ngủ. Mà bữa nào em mà mệt quá em ngủ quên luôn là giật mình nữa đi 11, 12 giờ. Thì thấy vợ còn ngồi đó đó. Hỏi sao không ngủ vậy? Nói chưa chúc ngủ ngon, chưa ngủ. Dễ thương quá à. Tới bây giờ vẫn vậy. Dạ, còn nhiều lúc mà làm gì cho em giận á thì năn nỉ lần thứ nhất cái em cũng còn giận, cái lần thứ hai thì em bớt rồi cái em giả bộ giận. Năn nỉ qua tới lần thứ ba cái là giận ngược lại, em phải đi năn nỉ lại. Thì cái đó do em lầy quá, người ta lầy quá. Không, mà lúc nào cũng vậy, từ hồi quen cho tới bây giờ luôn. Thì mỗi lần mà hai đứa giận nhau á, em đúng hay em sai em phải xin lỗi trước. Xin lỗi giờ. Dạ, vợ em còn cái tật nữa, mê tiền. Sao tự nhiên em nói chị vậy? Hình như cái đó bà vợ nào cũng thích được, cũng bị cái tật đó. Bà vợ nào không có tật hết trơn á. Không, mà vợ em rất mê tiền. Có khi đang giận nhau đùng đùng vậy đó, móc tiền đưa cái hết giận rồi cười lên. Trời cười kìa. Trời ơi, tự nhiên tả chị Vân đây luôn á. Ở dưới này có mấy bà vợ nào có cái tật giống vậy không? Đó. Em biết cái tật của chị rồi, là khi nào chị giận em là em cứ đưa tiền cho chị. Rồi, mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em chỉ mong muốn là vợ bớt giận lại thôi. Từ lúc em giận đó là do đi chơi bóng chuyền nhiều quá đó. Dạ đúng. Đó, biết ngay mà. Chuyện phải trong gia đình em chị cũng biết liền luôn. Bây giờ năn nỉ hoài anh ơi bớt cũng không bớt, đúng không? Bây giờ cứ giận Phong Long vậy đó. Giận suy nghĩ đúng. Sao mình không bằng trái banh gì đúng không? Dạ. Trời ơi, vợ đẹp trái banh. Buồn. Thì giờ không lẽ giờ đưa tiền mà không nhận thì kỳ. Mà nhận mà cái mặt chù ủ thì không được. Đúng. Mỉm cười cái đi, nhận xong rồi giận tiếp. À,
Còn cái tật mà mê tiền thì thôi cứ cứ để đi, để em có chiêu mà em giải quà. Ừ, chị thấy tụi em dễ thương quá trời. Chị em có bà mẹ vợ vậy là quá hay. Bé Tuyết á, bé Tuyết tuyệt vời quá luôn. Em có ba mẹ chồng cũng rất là tuyệt vời. Hai đứa em được con một hết. Ý mẹ em thì có mình nên không có thể theo chồng về quê, nên tụi em lập nghiệp ở đây. Thì ba mẹ chồng tuần thì phải xuống thăm con thăm cháu một lần. Trời vậy luôn á. Mà tụi em quá tuyệt vời luôn. Vậy là tụi em quá hạnh phúc luôn. Thì bây giờ á, cái vấn đề còn chút xíu xìu xiu nữa thôi là cái chuyện bóng truyền với lại cái chuyện mà hay giận phong long vô cớ, đúng không? Ừ. Thì giờ hai cái này là hai cái tỷ lệ thuận đó em. À. Em bớt cái này cái kia nó bớt tiền chắc chắn luôn. À. Mà em tăng cái kia lên là cái này nó tăng lên là nó tỷ lệ thuận á. Thay đổi chút xíu nghe. Dạ. Rồi dạ. Chúc cho vợ chồng của Hoài Thương lúc nào cũng thương Hoài như thế này. Dạ. 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 Em cũng có chuyện này tại vì sắp tới kỷ niệm 5 năm ngày cưới cho nên là em cũng có món quà muốn tặng cho vợ. Ồ, hay quá, tuyệt vời quá. Trời ơi, đó. Chồng quá là dễ thương. Trời ơi. Còn đứng lên em, nhận tiền. Ôi. Cái này còn hơn tiền nữa. Trời ơi. Chắc ổng nhào vô ôm hôn luôn á, thiệt á. Anh cảm ơn em là trong 5 năm qua em đã dành hết cái thanh xuân để dành cho anh và hai người con. Sắp tới 5 năm ngày cưới anh có món quà muốn tặng cho em. Trời ơi, hột xoàn, trời ơi, cái này tôi thích hơn tiền nữa. Trời ơi. Ôi dễ thương quá. Trời ơi, ôm hôn liền, trời ơi. Ôm hôn được. Trời ơi, cảm động.